Em còn mình tôi, em vui bên tình mơ. Ờ, bộ đang nấu đồ ăn. Chán ăn gì chưa? Dạ chưa, nó bụng quá, nấu gì cho ăn với coi. Ờ, chờ chút đi. Chút đi. À, chuối ấp chảo. Wow, chuối ấp chảo, nè. Ờ. Trời ơi, nó bụng với cái răng nữa trời. Cái này gì mà nhắc cái răng. Qua sư phụ đi làm mấy cho mít sư phụ ăn hết. Tại sư phụ chịu hộp, để nay nấu đãi con nè. Ê. Thấy ngon không? Sao mà đó? Ruột đâu rồi? Ruột ăn hết rồi. Không chờ luôn hả? Ai biết con tàu phụ nữ đâu, con đâu biết ăn ruột mít, chừa hột mít cho con ăn thôi. Ăn chắc địch cuối cái nhà, nhà trời luôn quá. Chưa ăn mà khai trương, lau mà hột mít, lùi cho ăn no té địch. Mày hột mít này không có lùi cho, hột mít này nấu trên nồi đàng hoàng. Ủa dĩa đâu rồi? Ủa dĩa đâu? Lấy cái dĩa đi, dĩa, lẹ con. Dĩa đâu? Đó. Đâu? Dĩa thì bộ giặt tay sẵn là ừ. Ủa dĩa hả? Trời ơi, anh vô đây mà có gì xảy đó, người đọc khóng quá. Ây da. Dính, 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 dính. Càng biết nha. Ủa, lên khó luôn. Bột hồi. Ờ, đi ăn kìa. Con biết ăn này không? Ăn một té địch luôn chứ nha. Thật biểu không có miếng dần quá. Nè, lộn. Lộn. À, bị chùm cúi cho chiếc áo ảnh rồi các bạn. Ờ, gì chùm cũng sợ chùm cúi hả? Trời ơi trời. Con chùm sợ chùm cũng sợ rồi. Thiệt không? Thế. Rồi bữa đó là con đi trễ chứ hay con đi sớm chứ là hai thầy trò mình hút chùm cúi rồi. Đâu có đợi chùm cúi con chùm cúi rồi. Ăn luôn chị. Mẹ con nói con ăn cơm. Rồi điện thoại con đi sau. Chùm cúi có biết đâu. Chùm cúi cũng đợi kìa. Trời không đợi, tới hồi xuống là xong luôn rồi đợi. Đó. Tại con không đó. Tại sư phụ ơi, chứ có con lóc vô chùm cúi luôn rồi. Hiểu không? Đi. Sao bữa đó con nói con sợ. Sợ nào trời? Dạ bởi. Con chưa sợ à. Chơi luôn không? Chơi chứ. Chứ bây giờ mà 2 chọn 1 là sư phụ chứ không rồi. Nhưng mà bây giờ 2 chọn 2 là chết. Chết mẹ con chùm cúi này chơi thành chùm sò luôn. Cho hột mít luôn. Mày các bạn ăn hột mít với hai thầy trò sẽ ngố nha. Ăn đi con. Món đặc sản của người dân miền Tây mình. Này là giúp cho là giống như mà bô xe xe mà chạy mà lâu ngày không móc bô, mình ăn cái này nó thông bô lắm nè. Thiệt chứ bộ. Trời ơi. Cái địch là cái trời cho, nếu ai không địch ở mò kìa mò. What? Không. Cái địch là một liều thuốc mà có thể giải tỏa đám đông. Giải tỏa bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Một cái là cái địch là giết cái thù trong thầm lặng. Thế nào phái cự hiểu không? Dạ, không được. Con là gì? Hôm bữa là tại vì á mình nghĩ là chùm cúi. Bộ nghĩ chùm cúi á yếu. Yếu. Nhìn là biết yếu như muốn thiêu rồi. Không ngờ lùn lù. Nhỏ mà có vỏ chạy kế. Tính cái cọng dây đó. Dây băng keo nó xé cái đứt. Dốt cuộc bà nội cha đã quán chuyện hai vòng. Xé ông lè lử lũ chữ đứt. Nó thiệt á. Không nó thiệt nha. Cái nhà yêu cầu nha. Quán hai vòng cọng keo rồi. Cứng lắm á. Nó dai. Chứ không phải là nó mặt sư phụ mà thấy không, thấy hai mẹ con chùm cuối tô không? Nhiều ma chứ có đâu. Ủa, mày á, bây giờ mình phải bây giờ hai người mà đấu hai á, con quấn sợ hai chùm cuối tật cái con văn vậy sao lét rồi ở đó mày quấn thiệt. Giờ mày tướng mày là gặp tre rồi đá với gà nồi. Bây giờ mình phải xé mẻ ra. Dạ. Có một mít này nè. Mình dụ mẹ con chùm cuối đi qua cái đường mới làm hết á, đang làm hết á, đường bốn két đó các bạn. Đó là cái cống người ta đang làm cái đường dài nè, từ ở ngoài năm quan đi vô cái số một. Rồi đúng rồi, tiểu đóng năm quan. Ờ đúng rồi, hai ngày tròn mình sẽ qua bển bài cách để lấy đá hữu địch chết miệng mà. Cái gì chắc anh ơi.
La địch đánh nhóc kìa. Mày nó gọi văn quá, nó gọi là lá mơ. Đúng không? Lá mơ đang thịt cày chứ ai vô nó cho ta cái lẩu cày với dĩa đá hú địch cho ăn gì nổi mà ăn. Lính mình nghe công không phải tại vì trình độ là lớp mấy? Lớp 10 rồi. Chơi hả? Trời ơi trời. Nói chuyện không có miếng nổ nữa không nội. Ở nhà chạm bom hả? Phải không? Phải chứ. Vào bệnh, vào bệnh tìm cách mình sẽ tấp hai mẹ con chùm cuối ra mới được. Tấp ok sao? Không? Tấp sao mới được nè. Hả? Tấp sao? Tấp sao mà? Lấy dao tấp như tấp hỏi vậy. Mà hỏi câu hết chứ trả lời trời. Lính mà nó hỏi câu ngặt ngặt không. Bây giờ để hai thầy trò mình đi qua bển. Để sư phụ điện bảy quế xuống, điện bảy xuống ha. Vậy ha. Rồi, rồi đi chuẩn bị. Để lội xong qua bển chứ. Giờ lính mình giống như là nhìn bảy sư phụ giờ. Không, con cũng đâu có hơi sư phụ đâu mà cười dưới vậy. Vô cái đi. Giờ hai thầy trò qua tới đây rồi. Chuẩn bị rồi. Giờ hai con cá lớn là lại là mình làm thịt nó nha. Giờ trước khi mình bây giờ mình nhậu ăn mừng cái há đen. Được không? Vô mình làm là phải tự tin chiến thắng đúng không? Ok không? Rồi, vô. Mời các bạn nha. Nói chung chứ mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ mà khơi khơi là không ăn được đâu. Tại vì hai mẹ con tới hai cái đầu lắm. Ngục ngừ cái đầu không chịu không nổi rồi. Bên này tới hai cái đầu cho anh sao lại chơi sao lại đen. Mình cũng hai đầu nè. Mình bốn cái đầu. Ủa dữ vậy? Sao mà đó được. Hai trò nó bốn cái đầu hả? Mình phải cái áo giáp ha. Bình đi vô ngủ cái nha. Bình gì giống cốc. Hay vậy con Bình cho. Cái gì vậy? Trời. Đi đây con vậy cho. Ôi ôi tụi lâu. Tụi lâu. Con ngồi đi có tiếp khách nha. Để chị phụ chạy đi chuẩn bị nha. Ôi rồi. Cái gì vậy bà nội? Ôi đi theo sư phụ mày dính nhiễm rồi, vậy túi rồi. Sao đó được. Gọi vô tay đi nữa nè. Tao chỉ túi là nó túi rồi, còn vào chứ. Sao bốn giống mẹ vậy? Giờ có nhiêu rồi đâu đủ ăn. Trời, nhiêu đây không đủ ăn hả trời? Ăn mấy túi nè. Ăn mấy túi nè. Giờ mình không giết quay. Trời ơi, giết gì đâu thấy không đúng rồi hả? Có nhiêu đây à? Rồi ăn sao cứ lại quen. Giờ kêu vô đây làm gì ông nội? Ngủ con về lấy hụng rồi. Quên ông đi bắt cua ông quên em hụng rồi. What? Thật là hồng minh. Trời ơi. Đi con kìa. Cua mà cũng quên hụng nữa giờ quên vậy. Nói sư phụ con có quên cái quần không? Cái gì vậy bà nội? Cái thùng trời sao làm nước mẹ. Làm gì quạt hoài vậy? Tưởng mát. Trời ơi trời. Trời gió gì là tóc tụi bay hết trơn rồi nè. Biết nè quá. Quay chưa? Đi rồi. Em chưa chưa có ai sao quay. Chưa bắt con quay bay luôn hả vậy? Ừ. Rồi. Đâu. Đó nha. Bây giờ mình đợi ông Sơn Ngố vô rồi mình đi bắt cua nha.
giờ chưa bắt cua à, mình đợi ông đem thùng. Phải nói mà nói chứ. Đi bắt cua mà quên cái thùng. Mình phải nói là đi bắt cua mà quên đem cái quần á. Đúng. Chó thổi bay nè mà nó không nội đâu. Hết luôn rồi. Ông nội. Nó cỡ ăn mà cũng nhả nữa. Trời trời coi chừng có độc có khen. Có độc hay gì vậy? Không có, không có. Độc này xíu. Có độc hay gì vậy? Ừ, đúng rồi không? Đâu không? Có độc. Ui. Đi bắt cua không? Nhìn mặt là biết không có không biết bắt rồi. Ủa? Bé nó láo à. Sao giờ biết? Nhìn nó lỗi nó. Láo à. Nhỏ anh ơi, trời anh bắt cua. Chứ sao không? Than không cảm đây, vợ đi theo sư phụ nổ rồi đó. Vợ nó nổ một hơi sư phụ nữa. Sao mà nổ đâu kìa? Ủa mà quên nữa. Đi vậy. Thích phụ. Đi lắm nè. Siêu hiền. Thôi để con giúp chị đặng thì chơi đi. Thôi trời, được không? Nước nhìn mặt con rồi đi lên lên khen. Thấy đó, gì? Đi đặng thì biết. Chứ bắt cua. Bắt cua hả? Bắt cua không có thùng sao đặng. Có án rồi hả? Ôi, cua gãy cả. Nhưng không? Nhưng không? Đi liền nè. Chọn cây nào cái mất đi luôn rồi. Ủa? Chưa. Thôi đi, đi ông nội. Đi, đi, đi. Trời ơi, con cà. Kìa. Đi, trời hai đứa đi hả? Trời ơi, sư phụ con kêu đi. Thôi ra quá. Để con nhìn chàng ở đây xíu. Đi, quay không bắt được à. Đá nó trần luôn à. Ủa, chưa rồi. Thank you.